Kính thưa quý vị và các bạn, trang nông nghiệp tuần này có những nội dung đáng chú ý sau. Xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng đạt chuẩn phục vụ ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa lũ. Trước hết mời bà con và các bạn theo dõi trang tin. Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tổ chức hội thảo sơ kết mô hình vườn ươm cải tiến sản xuất cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng vùng nguyên liệu tại huyện Gio Linh. Đây là hoạt động nằm trong dự án xây dựng và phát triển mô hình vườn ươm cây giống lâm nghiệp phục vụ vùng nguyên liệu giai đoạn 2022-2024 tại vườn ươm Long Hoàng, thôn Bến Hà, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, với quy mô vườn ươm 1.000m2 một vườn. Trong đó, diện tích nhà ươm cây mô khoảng 230m2 một nhà, và vườn luyện và phụ trợ khoảng 770m2. Kết quả bước đầu tại các vườn ươm đã khẳng định sự thành công trong việc vận hành vườn ươm sản xuất cây giống keo lai mô. Thông qua việc triển khai các mô hình đã góp phần sản xuất giống cây keo lai mô có chất lượng tốt, phục vụ trồng rừng cho vùng nguyên liệu, tạo được vùng nguyên liệu gỗ lớn, phục vụ nhu cầu chế biến trong nước và xuất khẩu, đáp ứng quy định về quản lý rừng bền vững FSC. Nâng cao năng lực, vai trò của hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất giống, trồng rừng, cấp chứng chỉ và tiêu thụ sản phẩm. Sự thành công của mô hình đã góp phần định hướng được cho người dân có phương án sử dụng nguồn giống tốt, hiệu quả, làm cho người dân an tâm với việc trồng rừng vùng nguyên liệu, đưa lại giá trị gia tăng cao, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tạo công ăn việc làm và thu nhập cao cho người dân. Hiện nay, giống chuối lùn bản địa trên địa bàn huyện Đắk Rông đang dần bị thoái hóa, năng suất thấp. Việc ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất canh tác cây chuối đang còn hạn chế. Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xây dựng mô hình trồng chuối lùn bản địa tại xã A Ngo, huyện Đắk Rông với diện tích 3 hectare. Qua một năm triển khai, mô hình đã đưa lại hiệu quả cao cho các hộ dân. Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông đã tiến hành hội nghị đầu bờ mô hình. Mô hình được triển khai thực hiện trong 2 năm 2023 và năm 2024. Trong đó, năm 2023 là trồng mới, năm 2024 chăm sóc. Thực hiện mô hình trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được của đề tài nghiên cứu khoa học trồng thâm canh cây chuối tiêu hồng tại Đắk Rông theo phương pháp nuôi cấy mô. Mô hình đã áp dụng được những biện pháp khoa học kỹ thuật từ giống, mật độ, phân bón, cách chăm sóc đồng bộ. Cây chuối lùn bản địa được trồng tại các điểm mô hình đạt tỷ lệ sống trên 95%. Sâu bệnh chưa có biểu hiện gì đáng kể. Vườn cây sinh trưởng tốt, lá xanh mượt, độ đồng đều cao. Tỷ lệ trổ buồng đạt trên 98%. Sử dụng giống cây nuôi cấy mô để trồng cho thấy sự đồng đều trong sinh trưởng và rút ngắn thời gian thu hoạch. Thời gian từ trồng đến thu hoạch từ 11 đến 12 tháng. Năng suất trung bình 33 tấn một hecta cho lợi nhuận trung bình 60 triệu đồng một hecta. Từ việc canh tác sản xuất chuối đúng kỹ thuật, khai thác hết tiềm năng đất đai trên đơn vị diện tích mang lại năng suất chất lượng cao, đảm bảo độ đồng đều, sạch bệnh, sử dụng giống theo phương pháp nuôi cấy mô đã góp phần phục hồi giống chuối lùn bản địa của địa phương. Thông qua mô hình, góp phần đưa cây chuối lùn trở thành cây trồng chủ lực, cây đặc sản bản địa của huyện Đắk Rông nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người sản xuất, giúp các hộ dân tiếp nhận kỹ thuật được chuyển giao, nâng cao năng lực trình độ thâm canh cho nông dân. Thưa quý vị và các bạn, gỗ nguyên liệu cho sản xuất và chế biến giữ vai trò quyết định trong tăng trưởng ngành chế biến gỗ xuất khẩu. Muốn phát triển ngành chế biến gỗ cần đảm bảo nguồn cung gỗ nguyên liệu. Sản xuất kinh doanh rừng trồng cung cấp gỗ lớn để chủ động chiến lược kinh doanh cho ngành hàng chế biến và xuất khẩu là giải pháp quan trọng để từng bước chuyển đổi thực trạng kinh doanh lâm nghiệp hiện nay, phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng đạt chuẩn phục vụ ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu được xem là giải pháp hoàn thiện và bền vững nhất. Thực hiện văn bản số 1960 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025. Theo đó, xây dựng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng có chứng chỉ FSC trên địa bàn 5 huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh đến năm 2025, đạt tổng diện tích 5.000 ha. Tỷ lệ gỗ lớn bình quân ở khu vực rừng gỗ lớn khi khai thác tham gia liên kết có đường kính trên 15 cm đạt tỷ lệ 60%. Tổng diện tích vùng trồng cây nguyên liệu gỗ lớn được quy hoạch của tỉnh 13.000 ha. Trong đó, vùng Hải Lăng, Cam Lộ và Triệu Phong 8.000 ha, vùng Gio Linh và Vĩnh Linh 5.000 ha. Ưu tiên vùng trồng cây nguyên liệu gỗ lớn được cấp chứng chỉ FSC, có sự tham gia của các hợp tác xã lâm nghiệp. Tổng diện tích rừng sản xuất là 11.200 ha, đã cấp chứng nhận FSC là 2.132 ha và có sự tham gia của các hợp tác xã nông lâm nghiệp bền vững. Thực hiện các cái chương trình, cái kế hoạch và mục tiêu của nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ cũng như các cái chương trình đề án của các bộ ngành trung ương, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã chủ động và tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cấp ngành ban hành nhiều cái chương trình kế hoạch, các cái chính sách có liên quan để phát triển lĩnh vực về lâm nghiệp. Và đồng thời trong thời gian tới đây thì về Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng tiếp tục ra soát để báo cáo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để điều chỉnh cái chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đảm bảo cái chính sách ban hành để đi vào cuộc sống, đáp ứng được cái mong mỏi của cái cả cái tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia trồng rừng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường cái công tác thông tin tuyên truyền cho các cái hộ gia đình, các cái cá nhân tham gia trồng rừng để chuyển hóa từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn, chuyển hướng theo cái hướng xây dựng cái vùng trồng gỗ đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng và hướng đến cái xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Đồng thời tăng cường công tác khuyến lâm, xây dựng các cái mô hình trình diễn về lâm nghiệp, ứng dụng các cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật, các ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất lâm nghiệp. Quảng Trị có diện tích đất lâm nghiệp có rừng 248.188 ha, trong đó rừng tự nhiên là 126.693 ha, rừng trồng là 121.495 ha. Từ năm 2010, tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để thúc đẩy tỷ lệ che phủ rừng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi mô hình trồng rừng gỗ răm qua mô hình trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ bền vững kết hợp với sự hỗ trợ của các dự án quốc tế. Tỉnh Quảng Trị trở thành tỉnh đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC cho mô hình nhóm hộ gia đình. Đến nay, toàn tỉnh đã có 20.150 ha rừng trồng keo được cấp chứng nhận FSC, trong đó rừng của 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đường Chín, Triều Hải và Bến Hải là 17.296 ha và rừng hộ gia đình, hợp tác xã là 2.854 ha. Đối với hợp tác xã chúng tôi thì có tham gia cái dự án trồng rừng gỗ lớn do Trung tâm Khuyến nông tỉnh là hỗ trợ. Thì bước đầu để tham gia cái trồng rừng gỗ lớn thì yêu cầu là nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật, đó là trồng rừng là không được đốt thực bì. Cái thứ hai nữa là với trồng với mật độ đảm bảo theo quy trình là 1 hecta là 1.650 cây trên 1 hecta. Thì sau chu kỳ 4 đến 5 năm là tiến hành tỉa thưa thì để đảm bảo cho cái cây được là phát triển tốt hơn, cho năng suất là cao hơn. Cái thứ hai nữa là đối với trồng rừng gỗ lớn, cái lợi thế là chỉ có tốn một chu kỳ làm đất. Còn riêng đối với những cái trường hợp mà trong gỗ dắm thì mình phải tốn cái công làm đất hai lần. Thì qua quá trình thực tế thì đến hôm nay là rừng chúng tôi là đạt 8 năm, với trữ lượng đạt như vậy là phải 200 tấn trên 1 hecta, cho năng suất cũng là tương đối là cao. Nhưng mà với yêu cầu là cái này thì đòi hỏi là người dân là phải nghiêm túc thực hiện đúng theo quy trình chỉ đạo mới đạt được kết quả như mong đợi. Với hơn 10 năm thực hiện phương thức trồng rừng có chứng nhận FSC đã tạo ra nhiều giá trị tích cực như lợi nhuận về tài chính tăng ít nhất 5 triệu đồng một hecta một năm, đóng góp cụ thể vào việc cải thiện hệ sinh thái nhờ tuân thủ các quy định của FSC về môi trường, đặc biệt là thiết lập được chuỗi liên kết tiêu thụ gỗ rừng trồng có chứng chỉ FSC với các doanh nghiệp như công ty chế biến gỗ Tiến Phong, công ty Thu Hằng, công ty Nguyên Phong, công ty thương mại Quảng Trị và công ty Scansia Pacific, với giá trị gia tăng từ 15 đến 18% so với gỗ không có chứng chỉ. Nhà máy là quyết tâm
mà hướng khách hàng về với là với tràm. Tất nhiên là tràm là cái rừng trồng của mình là của nông dân rất là nhiều. Thì muốn nhập được thì một nguyên tắc mà của thế giới là rừng là phải rừng sạch, tức là rừng phải có chứng chỉ FSC. Chúng tôi nhập là chủ yếu là những cái đơn vị mà có FSC là Lâm Trường Đường Chín này, Lâm Trường Bến Hải này, Lâm Trường Triều Hải này, và một số nông dân mà người ta trồng thì dù được 5-7 hectare, 100 hectare thì người ta vẫn có FSC mà, có FSC để mà nhập. Và hiện tại nhà máy đang ưu tiên nhập cho nông dân và những cái lâm trường mà coi như là tài quản trị. Một năm thì mình quấn riêng cái tràm của mình, tràm địa phương mình nhập được khoảng hơn 11.000 tấn. Mặc dù mô hình quản lý rừng bền vững mang lại những hiệu quả rõ rệt về kinh tế cũng như môi trường, nhưng tỷ lệ diện tích rừng có chứng chỉ quản lý bền vững còn rất thấp, chiếm 47% so với tiềm năng của tỉnh. Để xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng đạt chuẩn phục vụ ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu, cần thực hiện tốt các nội dung là đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết vùng, hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng có chứng chỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, phát triển củng cố nâng cao năng lực cho hợp tác xã gỗ rừng trồng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững, thực hiện liên kết với doanh nghiệp, phát triển khuyến nông cộng đồng và truyền thông, thí điểm áp dụng cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu phục vụ liên kết. Thời gian tới, với chức năng nhiệm vụ của mình, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hội thảo tập huấn, đưa những tiến bộ kỹ thuật mới với cây keo lai mô năng suất cao vào xây dựng các cái mô hình trình diễn, liên kết các cái vườn ươm cải tiến đến người trồng rừng để đưa cây giống chất lượng cao vào trồng rừng gỗ lớn, phối hợp với các địa phương để nhân rộng các cái mô hình trồng rừng gỗ lớn nhằm thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, rồi đề án vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng đối với tỉnh Quảng Trị, và hướng đến năm 2030 đưa tỉnh Quảng Trị trở thành vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng trên toàn quốc. Việc xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng đạt chuẩn phục vụ ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu thành công sẽ hình thành vùng sản xuất nguyên liệu gỗ rừng trồng có chứng chỉ quy mô hàng hóa tập trung hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến trên cơ sở liên kết bền vững giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu, nhằm thúc đẩy nhanh, hiệu quả và bền vững quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở vùng duyên hải miền Trung, đáp ứng yêu cầu về mặt chất lượng và giảm giá thành sản phẩm nguyên liệu gỗ rừng trồng phục vụ chế biến và xuất khẩu, đảm bảo phân phối công bằng lợi nhuận của tất cả các bên tham gia trong chuỗi liên kết, thông qua đó để tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của người dân địa phương. Thưa bà con nông dân và các bạn, vào mùa mưa lũ, thời tiết có những thay đổi phức tạp, diễn biến khó lường, mầm bệnh theo nước lũ sẽ lan đi khắp nơi. Lũ lụt càng lớn, quy mô càng rộng thì sự lan truyền mầm bệnh càng tăng, mức độ nguy hiểm càng lớn. Các khâu chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh tẩy uế chuồng trại cũng không được thực hiện tốt, làm suy giảm đáng kể sức chống chịu bệnh tật ở vật nuôi, khiến cho dịch bệnh ở gia súc gia cầm có nguy cơ bùng phát và lan ra diện rộng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, bà con nông dân cần chủ động phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa lũ. Đối với những vùng có nguy cơ ngập lụt, cần chủ động tôn cao nền chuồng, làm sàn kê cao và dự trữ thức ăn đầy đủ, làm rèm che chắn, tránh mưa tạt, gió lùa, đồng thời tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho gia súc gia cầm theo quy định và hướng dẫn của cơ quan thú y theo đúng lịch trình để tăng khả năng miễn dịch cho vật nuôi. Đối với đàn trâu, bò, dê, tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Đối với lợn, tiêm phòng vaccine dịch tả, tụ huyết trùng, phỏ thương hàn và lở mồm long móng. Đối với gia cầm, tiêm phòng vaccine H5N1, tụ huyết trùng gia cầm, dịch tả vịt. Đối với những vùng bị ngập lụt, bằng mọi cách phải di dời gia súc, gia cầm lên những vùng đất cao, làm chuồng che chắn cẩn thận, dự trữ thức ăn đầy đủ và bảo quản thức ăn khô ráo, không bị ẩm mốc, nhất là không cho gia súc, gia cầm uống nước lũ đã nhiễm bẩn. Cần cho uống nước đã lắng phèn hoặc khử trùng. Để công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm đạt hiệu quả, nhất là trong mùa mưa bão, trước hết phải làm tốt công tác chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường và theo dõi nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh để chủ động phòng chống khi dịch bệnh có thể xảy ra.
Việc này cần được các hộ chăn nuôi tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, và bên cạnh đó cần được sự quan tâm của cộng đồng dân cư để đảm bảo an toàn dịch bệnh gia súc gia cầm và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Mọi thông tin trao đổi về kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh và thông báo dịch xin liên hệ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tại km 3 đường 9D, thành phố Đông Hà, số điện thoại 0233 356 9895 để được tư vấn kịp thời. Cảm ơn bà con và các bạn đã đồng hành cùng Trang Nông nghiệp tuần này. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong khung giờ này tuần sau.